Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ này tham mưu sửa đổi và bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 83 năm 2014 và Nghị định 95 năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Việc sửa đổi này sẽ thực hiện theo trình tự thủ tục rút gọn và trình chính phủ trong tháng 6. Nếu giá xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt hơn, việc tính giá cơ sở hợp lý hơn sẽ giảm được tình trạng thiếu xăng phải đóng cửa và găm hàng chờ lên giá.